chị 19, à không, 39. Đóng vào đây. Đóng kính siêu cấp. Hello mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người đang xem livestream. Nào mọi người ơi, vào đây với em. Kích nút chia sẻ công khai livestream cho em. Hôm qua em được quà kính bé cho con, vậy bao giờ nhận được? 2 đến 4 ngày nữa là em nhận được em ạ. Trong livestream của chị nếu mà đã để lại địa chỉ cụ thể rồi thì khoảng 2 đến 4 ngày nhận được hàng chị nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hello tất cả mọi người đang xem livestream. Bây giờ là chương trình đại tiệc kính lẻ mẫu nha mọi người nhá. Nào các bác có đang nhìn rõ xem rõ thì comment lên tiếng vào đây giúp em để em có thể nhìn thấy tất cả mọi người. Bây giờ em bắt đầu chương trình tặng quà tất cả mọi người tham gia cái buổi livestream này. Đại tiệc siêu phẩm lẻ mẫu 39.000 đồng một kính cho tất cả mọi người tham gia livestream nhá. Xin chào Nhàn Vũ, chào Ngân Khánh, xin chào Hứa Quyên, chào Xuân Mai, xin chào Nhật Loan, chào Vạn Sự Tùy Duyên. Hello tất cả các tình yêu đang xem livestream. Kích chia sẻ và comment lên tiếng vào đây giúp em để em có thể nhìn thấy tất cả mọi người nhá. Kích chia sẻ công khai livestream và comment lên tiếng thật nhiệt tình vào đây giúp em để em có thể nhìn thấy tất cả mọi người. Quà là quà cho tất cả chứ không phải là cho một người đâu nha. Đó, quà là quà cho tất cả mọi người chứ không phải là một người đâu. À ok, cảm ơn Minh Hằng nhiều này. Xin chào Thảo Nhi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Các bác chia sẻ chưa? Mỗi người đang xem livestream chia sẻ cho em đủ 3 lần. Nhắc lại nha, chia sẻ đủ 3 lần, trong đấy một lần trang cá nhân và hai lần hội nhóm lớn nha. Đây, bắt đầu này. Nào, 39.000 đồng một kính siêu cấp mọi người ơi. Lưu ý giúp em là phân khúc hàng lẻ mẫu cao cấp nha mọi người nhá. Vàng, bạc, kim cương của em, em lên chia cho mọi người đây này. Bây giờ thế này nhá, những người đã chia sẻ livestream của em rồi ý, những bác chia sẻ livestream rồi thì comment cho em đã chia sẻ đã. Comment đã chia sẻ xuống bên dưới đã. Sau đấy em sẽ bắt đầu em chia quà. Mà không phải là chia 1-2 cái, mà là chia cả 1.000 cái kính lẻ mẫu cho tất cả mọi người này. Đây là đại tiệc hàng lẻ mẫu nhà em các bác ơi. Đại tiệc siêu phẩm kính lẻ mẫu trong livestream ngày hôm nay dành cho tất cả những người tham gia cái livestream này. Kích nút chia sẻ công khai livestream và comment nhiệt tình vào đây giúp em. Đã chia sẻ là có quà. Cứ chia sẻ vào đây với em là em tặng quà tất cả mọi người luôn nhá. Tặng tất cả các bác luôn, không bớt lại một người nào đâu. Lưu ý giúp em là không bớt lại quà của một bác nào hết. Cứ vào đây lần lượt kích chia sẻ công khai livestream cho em. Sau đấy comment đã chia sẻ và nhiệt tình với em thì em cũng nhiệt tình với các bác luôn này. Nhiệt tình với em thì em cũng sẽ rất nhiệt tình với mọi người. Được chưa? Ai chưa được quà bao giờ nhớ nhắc em. Bởi vì có những người được hết ngày này qua ngày khác. Bây giờ nhá, nói luôn này, trong một tuần nhá, trong một tuần sẽ không lặp lại tặng hai người, không tặng một người hai lần trong một tuần. Được chưa? Tại vì em quên mà, em hay quên lắm. Ví dụ người ta tương tác nhiệt tình quá, hôm qua tặng cho người ta rồi, hôm nay lại tặng tiếp. Toàn quên thôi. Không nhớ ai với ai, một ngày tặng số lượng quá nhiều toàn quên thôi. Nào bây giờ chia sẻ livestream cho em nhá. Một lần trang cá nhân, hai lần hội nhóm lớn. Bây giờ vào đây và chốt kính cho tất cả mọi người. Ai được đọc tên thì nhớ giúp em là để lại địa chỉ cụ thể và số điện thoại xuống bên dưới. Thắc mắc về đơn hàng chạy vào inbox. Chứ bây giờ comment dài dằng dặc như thế chị không thể đọc được em gì ơi nhá. Thắc mắc về đơn hàng chạy vào inbox là sẽ có người giải quyết luôn. Nào bây giờ tặng cái kính này cho Facebook cún mẹ, mẹ cún để lại địa chỉ cụ thể luôn này. Để lại địa chỉ cụ thể luôn trên livestream đi bà con ơi. Lấy chị ít thằng bom to 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 chị bác các bác ơi bây giờ nhá. Được chưa nào? Các bác nhìn này, siêu phẩm tặng kính cho mọi người đây. Tặng nhiều lắm, không phải là tặng một cái, hai cái đâu. Mà là tặng một lô, một lốp kính nhà em đây này. Chỉ cần chia sẻ thôi và comment lên tiếng cho em thôi là tất cả mọi người sẽ được. Đây 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 đây, 39. Comment đã nhá, comment lên từ từ để chị lấy cái giá. Lấy một cái giá để lên cho mọi người xem. Đây, các bác chia sẻ livestream cho em đi nhá.
chia sẻ công khai livestream và bây giờ em đang bóc bom, em đang chia quà cho các bác đây. Lưu ý giúp em là kích nút chia sẻ công khai livestream và những bác được đọc tên, những tình yêu được đọc tên vui lòng để lại đầy đủ địa chỉ cụ thể và số điện thoại cho em. Em ngồi đây là em tặng cho tất cả mọi người chứ không phải là tặng một người, thế cho là yên tâm nhá. Yên tâm lạc vào livestream của em là phải có quà mang về chứ không thể ra về tay không được. Được chưa? Các bác thích không? Đây nhá, toàn siêu cấp nhà em thôi, không có hàng rẻ tiền ở đây đâu. Chia sẻ, bây giờ em bóc tiếp hàng bom. 19.000 đồng một cái kính. À quên, 39.000 chứ hôm nay làm cú pháp lạ lạ một chút. 39k cộng số điện thoại cho em, đẩy view lên cho em nhá. Chia sẻ công khai livestream 3 lần, 1 lần trang cá nhân và 2 lần hội nhóm lớn. Người nào có danh hiệu người chia sẻ được đọc tên là sẽ được tặng quà. Bây giờ em tặng tiếp này. Bây giờ em sẽ tặng tiếp lên kệ. Lên kệ càng đẹp, đúng rồi, để lên kệ này nó mới xứng đáng đúng không? Nào, đào phẩm. Đào phẩm, bây giờ mới nghe thấy nhỉ, lạ thế nhỉ. Đào phẩm, tặng đào phẩm con này. Để lại địa chỉ cho chị em ơi, để lại địa chỉ cụ thể nhá. Toàn hàng cao cấp xịn thôi mọi người ạ. Toàn hàng cao cấp, đây là hoàn về bill cục gốc này để em. Đây các bác ơi, chia sẻ livestream cho em công khai nhá. Sau đấy thì chờ em đọc tên đi. Sau đấy đọc tên. Xé cái này ra để chị dán lên cái kệ này cả. Nào, chia sẻ tiếp cho em. Đào phẩm là người tiếp theo. Các bác ơi, cứ nhặt được cái gì là tặng cái đó. Cứ chốt được cái gì là tặng cái đó. Đây các bác ạ, chia sẻ chưa? Một lần trang cá nhân. Ôi dồi ôi, bị đứt mạng. Một lần trang cá nhân và hai lần hội nhóm lớn này. Sao nhỉ? Đây là nổi tân rồi. Bị đứt mạng này. Mọi người ơi, chờ em một lát nha mọi người nha. Thảo kính. Mọi người ơi, một lần trang cá nhân và hai lần hội nhóm lớn cho em. Bây giờ chờ em một lát, chờ em một chút xíu này. Sao tự dưng lại đứt mạng nhỉ? Nào, tiếp tục được chưa mọi người ơi? Tiếp tục nha mọi người nha. Con kính này sẽ tiếp tục chốt tiếp này. Tiếp tục chốt tiếp cho Facebook tiếp theo có danh hiệu người chia sẻ. Mọi người ơi, mọi người phải chia sẻ cho em 3 lần. Đủ 3 lần, 1 lần trang cá nhân và 2 lần hội nhóm lớn. Sau đấy comment lên tiếng nhiệt tình vào đây giúp em các bác nhá. Sau đấy các bác comment lên tiếng nhiệt tình vào đây giúp em. Tự dưng lại bị đứt mạng mọi người ơi. Chờ em một chút để em thay đổi cái mạng cái. Nào, tiếp tục chia sẻ livestream, comment lên tiếng nhiệt tình vào đây giúp em nào. Quà tặng ngày hôm nay dành cho tất cả mọi người chứ không phải là tặng cho một người đâu ạ. Quà tặng ngày hôm nay là dành cho tất cả mọi người chứ không phải là một người. Cho nên là bây giờ con kính này em sẽ tặng cho mẹ. Ok, Trương Phúc để lại địa chỉ cụ thể và số điện thoại cho em nhá. Mọi người ơi, vui lòng làm đúng cú pháp để nhận quà. Làm đúng cú pháp để nhận quà. Trương Phúc là người tiếp theo trong livestream ngày hôm nay nhận quà tri ân của bên em. Các bác vui lòng kích nút chia sẻ và comment đúng cú pháp. Đúng cú pháp cho em là em tặng tất cả mọi người luôn nhá. Rồi Trương Phúc. Trời ơi, một tí cái mạng nó đang bị đơ đơ này mọi người này. Đang bị đơ đơ. Bây giờ bóc bom chia quà tiếp. Nào, lại nào. Em lại tặng tiếp. Các bác chờ em một chút nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream cho em nha. Comment lên tiếng vào đây giúp em nha. Nào, à, hàng lẻ mẫu em bốc cho chị mấy cái nữa, chị treo lên kệ. Nào các bác ơi, tiếp tục. Ai chưa được nhận quà nhớ lên tiếng vào đây giúp em. Ai chưa được nhận quà và ai chưa bao giờ được em tặng quà, em rất ưu tiên nhá. Rất chi là ưu tiên cho những bác chưa được tặng quà bao giờ. Đấy mọi người ạ, rất ưu tiên cho những người chưa được nhận quà bao giờ. Comment nhiệt tình, bởi vì hàng lẻ mẫu này 1-2 cái có thể bán được vài trăm nghìn đấy, nhưng mà thôi lên đây tặng khách. Lên đây tặng khách có phải là sướng hơn không? Đúng không mọi người ơi? Nào, chia sẻ đủ cho em 3 lần, sau đấy comment lên tiếng vào lại giúp em. Vào lại giúp em nha. Chia sẻ công khai lại giúp em nào. Chưa được nhận bao giờ, comment lên tiếng nhiệt tình vào đây giúp em để em tặng lại cho mọi người đây. Chỉ cần chia sẻ thôi. Đây, lại phải phát lại ở bên thảo kính đây các bác này. Đang like thì bị đứt mạng luôn này. Lại nhá. Rồi, chưa được nhận quà bao giờ. Hoàng Anh Lê được rồi mà. Hoàng Anh Lê thậm chí được rất nhiều rồi nhỉ. Hoàng Anh Lê vừa được hôm qua xong. Vừa được hôm qua xong, hôm nay lại bảo chưa được. Đúng không? Có phải? Có phải vừa được? Ồ. Hay là lại bảo kính 10k không phải là quà. Trời ơi, con này 39k nhá mà lại bảo chưa được. Nào tiếp. Tiếp cho em.
chia sẻ công khai livestream Ngọc Trinh, Trinh Ngọc 44380, Ngọc Trinh, Trinh Ngọc. Ok, tặng cho Ngọc Trinh, Trinh Ngọc. Bây giờ thế này, mọi người ơi, mọi người kích nút chia sẻ công khai livestream cho em. Chưa đi quà bao giờ, chưa được quà bao giờ, chị ơi kích nút chia sẻ, sau đấy chờ chị một lát. Bây giờ chị sẽ ngồi bóc bom, chị sẽ ngồi bóc bom và bán tất cả những cái mã hàng bom trong livestream ngày hôm nay, mức giá 39.000 đồng. Nhớ giúp em là bây giờ các bác vui lòng chia sẻ livestream cho em nhé. Một lần trang cá nhân và hai lần hội nhóm lớn. Một lần trang cá nhân, hai lần hội nhóm lớn, sau đấy comment nhiệt tình. Cái đâu nhỉ, cái kéo đâu rồi, lại đây các bác ạ, tặng lại, bóc lại, tặng lại. Nào tiếp, bóc lại, tặng lại. Comment cho em 39k cộng số điện thoại vào đây giúp em. Lộc lá ngày hôm nay gửi đến tất cả mọi người, chứ không phải là gửi cho một người. Thế cho nên là các bác bình tĩnh ở đây với em. Em tặng rất nhiều luôn, các bác nhìn thấy không? Các bác nhìn thấy không? Tiếp tục nha, cho chị mượn cái bút để đổi cú pháp 49k cái cho nó đỡ bị lọc nhá. Chưa bao giờ được nhận quà, comment nhiệt tình vào các bác ạ. Nhiệt tình với em đi, em cũng không để mọi người ra về tay không đâu. Bây giờ làm cú pháp 49k cho em đi. Nào, lên cú pháp 49.000, 49k cộng số điện thoại cho em nhé. Thay số 3 bằng số 4 cho nó đỡ bị spam mọi người ạ. Đỡ bị spam, spam. Nào, chia sẻ, comment lên tiếng vào đây, comment 49k em tặng tiếp này. Comment đi, để em nhìn thấy rồi em tặng cho mọi người nhé. Đổi cú pháp cho em, chia sẻ đủ 3 lần rồi thì comment nhiệt tình vào đây giúp em. 49k cộng số điện thoại, đây, 49k cộng số điện thoại. Bây giờ chúng ta tặng quà tiếp cho nhau này. Facebook tiếp theo, em nói luôn nhé. À, mình mà mình tạo đơn gửi quà ấy thì mình check luôn nhá, những cái người mà trong một tuần mà được lần thứ hai không được đâu nhá. Em ưu tiên cho những bác chưa được bao giờ. Cửu Văn Long được luôn này. Cửu Văn Long ghi tên này. Mọi người ơi, ai được đọc tên nhớ để lại địa chỉ hộ em nhá. Em nói thật với các bác là comment nó nhảy như mưa ấy, thế cho nên là lời nhảy nhanh lắm, không kịp gọi là không kịp, thậm chí không kịp đọc số điện thoại. Bác nào được sướng tên thì phải để lại địa chỉ luôn cho em, để lại địa chỉ cụ thể luôn xuống bên dưới hộ em mọi người ạ. Đấy, để lại địa chỉ cụ thể luôn xuống bên dưới bác Cửu Văn Long rồi. Bây giờ tiếp nhá, kích nút chia sẻ công khai livestream và comment nhiệt tình cho em 49k cộng số điện thoại. Toàn là hàng siêu cấp thôi, con này triệu mấy này, con này 1.380.000 này. Kích chia sẻ công khai livestream cho em đủ một lần trang cá nhân, đủ 3 lần. Một lần trang cá nhân và hai lần hội nhóm lớn hộ em phát các bạn. Cửu Văn Long là người tiếp theo rồi, bây giờ em tìm, chờ em một tí. Con này là bom 3 cái kính này. Con này là bom 3 cái kính, em bóc ra em chia cả cho mọi người đây. Bác ơi, rồi ôi, Amani này. Nào, 49k cộng số điện thoại, kích chia sẻ công khai livestream và đẩy view lên cho em. Em tặng rất nhiều, cái này bị đứt gãy một cái. Em tặng rất nhiều luôn, không phải là tặng một người nha mọi người nhá. Đây, không có chỗ treo nữa rồi. Nào, tiếp. Tiếp này, đọc tên tiếp này. Nay em nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Trang Phạm á, Trang Phạm chị tặng bao giờ chưa? Trong tuần chị đã tặng chưa? Mọi người ơi, lưu ý giúp em là trong một tuần liên tiếp không tặng một người hai lần nhá. Một người hai lần là không được, nhường cho người khác của em cái. 1.000 người trong livestream em sẽ ưu tiên, cho nên là các bác rủ hết bạn bè hàng xóm vào đây. Rủ hết mình được rồi đúng không? Mình rủ bạn bè hàng xóm vào đây để em Thảo tặng kính, ok chưa? Chốt cái này cho Vũ Linh này, 49k Vũ Linh, để lại địa chỉ nhá. Tặng rất nhiều và rất nhiều. Mọi người vui lòng kích nút chia sẻ công khai livestream, comment lên tiếng nhiệt tình. Ok, Trang Phạm chưa có, Trang Phạm để lại địa chỉ, chị tặng tiếp Trang Phạm này. Mọi người ơi, lẻ mẫu đấy. Lẻ mẫu thì bán làm cái gì cho mất thời gian, một vài trăm nghìn một cái kính, mình lên đây mình tặng quà cho nhau. Có phải là có tấm lòng không? Các bác công nhận thấy không? Các bác chia sẻ cho em nhé. Em đã không tiếc kính với mọi người rồi thì cũng đừng tiếc em một phím chia sẻ livestream được không nào? 49.000. Con này phải 99.000 mới bán. Con này 99k cộng số điện thoại, like ngay cho chị xin tờ giấy. 99k. Cái này thôi ghi mã đi. Con này 1.800.000 đấy. Con này 1.800.000, bây giờ chốt 99.000 mã B1 đi. B1 có mỗi một cái thôi. Bác nào có danh hiệu người chia sẻ livestream mới được chốt. Bác nào có danh hiệu người chia sẻ livestream mới được chốt. B1 nhá, 1.800.000 chốt 99.000 chồng Polaroid đấy, không phải là ngồi đây bốc phét đâu các bác ạ. Không phải là ngồi đây bốc phét đâu, chồng Polaroid nhà em này, các bác thấy chưa? Thấy ô tô chửa, bỏ ra biến mất này, siêu phẩm Dio 1.800.000, bây giờ chốt cho các bác 99.000 có một cái. Duy nhất một cái, bây giờ không móc đâu ra nữa mà có thể tặng cho mọi người đâu. B1 địa chỉ, số điện thoại, từ từ nhá. Cái này là B1 cộng số điện thoại thôi. B1 cộng số điện thoại thôi, có mỗi một cây thôi. Các bác ạ, comment cho em mã đi để em đọc tên chốt đi mọi người ơi. Lẻ mẫu,
Lẻ mẫu thì không có, lẻ mẫu bây giờ em chốt B1 này, 1.8 triệu xuống 99.000 đồng duy nhất một cái, chốt cho Facebook An Trương. Đôi số điện thoại 881 đi. An Trương để lại địa chỉ cụ thể đi. Làm một quả bom đôi nhá. Các bác ạ, các bác vào đây với em làm một quả bom đôi đi. Tặng cho mỗi người hai con kính, một con đi ngày, một con đi đêm đi. Vào đây em tặng luôn mỗi bác hai kính nhá. B2 nào, bây giờ nói trước này. Bây giờ nói trước với các bác là mã B2, các bác vào đây các bác kích nút chia sẻ công khai livestream cho chị Mộc Khang. Nào, B2 hai kính. Con này bom 3, lấy hai cái ra tặng. Các bác ơi, con này là mua một kính đi ngày, một kính đi đêm của em. Bây giờ cả quả B2 này em tặng luôn cho mỗi người hai kính mang về đeo bằng giá B1. 590.000 một cái kính đi ngày đi đêm này các bác này, chia sẻ livestream đi đêm này, đi ngày này. Bây giờ chia sẻ chưa? B2 là 99.000 hai cái kính. Bây giờ nhá, nghe em nói này, cách thức chốt đơn hàng trong livestream của em. Đó là comment B2 và địa chỉ cụ thể. Bây giờ cứ nổ địa chỉ là có đơn nhá. Bây giờ chúng ta chơi trò là có địa chỉ là có đơn hàng. Mọi người vào đây với em. Đơn hàng nó bom 2, 3 cái thì em lấy hai cái ra em bán 99.000 cho mọi người đây. Nhìn nha, lộc lá này, một phát này, hai phát này, bây giờ tuyên bố luôn này. Một con kính đi ngày và một con kính đi đêm trị giá 590.000 đồng một cái. Bây giờ tặng cho mỗi người hai cái mang về đeo, chốt 99.000 đồng. Nhớ giúp em là 1.000 bác thì mỗi bác tặng hai cái kính là em mất 2.000 cái kính. Mà 100 bác thì em mất 200 cái kính. Cho nên là không tự dưng mà chúng ta ngồi đây chúng ta tặng quà cho nhau bằng việc là gì? Các bác phải chia sẻ livestream cho em. Kích ngay cái nút chia sẻ công khai livestream và để lại địa chỉ cụ thể, tuyên bố ngay thời khắc này bao nhiêu người xem livestream là bấy nhiêu người được tặng mỗi người hai con kính mang về đeo thử một lần đi. Các bác ơi, con kính đi đêm này, siêu phẩm này đi ngày nhá, siêu phẩm này đi đêm nhá, đi ngày đi đêm và đi nắng đi mưa của em đấy mọi người ơi. Con đi đêm này mới đắt này, con kính đi đêm này mới siêu đắt này, bởi vì nó đi được cả ngày cả đêm, cả nắng cả mưa. Con này đi ngày thôi, em chưa bao giờ có. Thôi được rồi, bây giờ em tuyên bố nhá, tự động chốt đơn hàng cho một, cho 700 bác và 400 bác là 1.100 bác. Hai livestream của em bên Thảo Kính và Ben Liller, em livestream trên hai fanpage chính của em nhá. 1.100 người đang xem livestream, bây giờ em tặng luôn mỗi người hai kính, tặng luôn cho mỗi bác hai kính, tuyên bố luôn, lọc hết danh sách những người để lại địa chỉ để tạo đơn. Mọi người ạ, không ai người ta bán hai cái kính này cho các bác 99.000 mà kính chống UV chuẩn 400, lấy cho chị cái máy test UV chuẩn UV 400 đấy mọi người ạ. Không ai trên cái cuộc đời này bán giá này, kể cả em bán cho nó trong đơn hàng bom cũng thế. Em đếch bán 99.000 hai cái kính đâu. Mọi người hiểu không? Nếu mà không bóc bom ra thì không bao giờ có cái chuyện này xảy ra trên cuộc đời này. Ok chưa? Giải vía hàng bom giúp em. Hai con kính B2 em chốt cho các bác là 99.000 đồng hai cái. Nhớ giúp em là chia sẻ công khai cái livestream này để được nhân viên gọi điện thoại chốt đơn. Cam đoan với các bác là các bác cứ có địa chỉ là có đơn hàng, không cần chờ em đọc tên. Ngồi đây đọc tên chốt từng người một có đến sáng mai không xong. Địa chỉ, có địa chỉ là có đơn hàng. Cứ nổ địa chỉ thoải mái vào đây cho em. Trên cái cuộc đời này không có đứa nào là bán hai cái kính này 99.000 để nó nhảy vào đây là tranh đơn của em đâu. Không ai đâu. Lưu ý giúp em là địa chỉ, số điện thoại, mã hàng là có địa chỉ là có đơn hàng các bác nhá. Đây còn cái kính cuối cùng nữa. Còn một con kính cuối cùng trong đơn hàng bom của nó, các bác có muốn vợt luôn không? Tặng nốt nhá. B2 là 1.180.000 hai kính. Mọi người comment đúng cú pháp và để lại địa chỉ cụ thể, số điện thoại. Gơm đã được tặng rồi, nói ra đã được tặng rồi mà còn nhảy vào đây sủa nữa, chết dở các bác ạ. Khổ thế cơ. Không muốn nhận quà thì có thể hoàn hàng quay đầu nhá. Bạn gì nhở, cái con gì nhở lại trôi mất comment rồi. Mọi người ơi, lưu ý giúp em là không muốn nhận quà thì cứ hoàn hàng quay đầu em nhận lại. Mở hàng ra kiểm tra đúng 590.000 một cái kính, 1.180.000 hai cái kính thì bỏ 99.000 ra thanh toán. Em cho kiểm hàng đấy, không phải là bán 10.000, 20.000, 99.000 mà không cho khách đồng kiểm đâu. Mở hàng ra kiểm tra thoải mái sản phẩm, đúng sản phẩm thanh toán đây. Đã thế nhá, các bác thích con này không? Thích con này không? Đây là B3, em chơi lớn nốt con kính 1.500.000 đồng nhà em đây này. Chơi lớn nốt con kính này để chia cho các bác đây này. Đây là B3. Đây là B3, cái kính cuối cùng trong đơn hàng bom của con này. Tròng kính là tròng Polaroid chống chói này này, mọi người nhìn cho em nhé, nhìn thật kỹ này. Đeo kính vào thấy ô tô chưa? Bỏ ra ô tô biến mất nhá. Đeo kính vào thấy ô tô này, các bác thấy rõ chưa? Thấy rõ ô tô này. Bỏ ra là ô tô biến mất. Bây giờ B3 chốt cho tất cả rồi Quân Ngọc ơi.
Rồi ơi, chốt cho tất cả những bác có địa chỉ cụ thể cái con B3 này các bác ưng không? Ưng thì gõ sẵn địa chỉ, bởi vì bây giờ cái kính này sẽ có giá 0 đồng. Em thu đúng 99.000 cái hộp. Thu 99.000 tiền hộp, tặng luôn con kính 1.500.000 đồng này cho 700 bác đang xem livestream. Nhưng mà nói thật với các bác là 700 bác ai có địa chỉ thì em gửi thôi. Không bao giờ có chuyện là nhấc cái điện thoại lên bảo chị ơi chị được quà cho em xin địa chỉ nhá mọi người nhá. Nào, đây là mã B3 và để lại đầy đủ địa chỉ cụ thể, số điện thoại và mã hàng xuống bên dưới giúp em để hệ thống bên em tự động auto chốt quà tặng. Riêng chồng Polaroid thì khẳng định luôn, khẳng định chắc nịch một câu luôn là không ai bán giá này mà em đếch bán em tặng kính nhá mọi người nhá. Nhìn này, không thấy ô tô này, đeo kính vào thấy ô tô chưa các bác ơi? Đeo kính vào thấy ô tô chưa, bỏ ra ô tô biến mất nhá. Đeo kính vào thấy ô tô chưa mọi người ơi? Chồng là chồng Polaroid, chức năng phân cực, chống chói, chống lóa, chống UV, chống va đập, đi cả ngày cả đêm, cả nắng cả mưa bây giờ nhá. Nếu mà bản thân các bác chốt hàng trong livestream của em, các bác được đồng kiểm, mọi người được mở hàng ra và kiểm tra con kính này đúng chất lượng hàng 1.3 triệu, đúng chất lượng hàng 1.3 triệu cho em, đúng trọng Polaroid, thì các bác bỏ 100.000 ra thanh toán. Ngồi đây nói chuyện rất tử tế và bán hàng cho mọi người theo cái hình thức là thuận mua vừa bán, được mở hàng kiểm tra sản phẩm nhé mọi người nhé. Lưu ý giúp em là được mở hàng kiểm tra sản phẩm nhé mọi người nhé. Đây để em xem nào, em chặn những cái đứa bảo em nói phép, tại sao phải nói phép, tại sao phải ngồi đây bốc phép cho 700-800 người, 1.000 người xem livestream, trong khi là nó không làm được như mình. Các bác có công nhận không? Bây giờ các bác chốt những cái sản phẩm như này, chốt 59.000 đồng cho em cho mọi người mở hàng ra kiểm tra. Cho nên là không bao giờ có chuyện là ngồi đây có thể bốc phét được, trong khi sản phẩm của mình được đồng kiểm. Được chưa nào? Bây giờ em chơi lớn tiếp nhá. Tiện thể là có một đứa, hai đứa, cứ 1.000 người lại có một hai đứa nhảy vào trong livestream của em bảo em bốc phét. Bởi vì mình bán rẻ quá, chắc là mình phải bán 590.000, chắc là mình phải sale 500.000 nó mới bảo mình bình thường các bác ạ. Em nói thật với các bác đấy, nếu mà em ấy, ví dụ cái kính đến 590.000 em phải sale 500.000 thì nó mới bảo bình thường, sale 59.000 nó nhảy lên, không hài lòng, không thích, bởi vì mày bán rẻ thế tao không thích. Đấy các bác thấy không? Đây bây giờ chơi lớn nhá, thích có kính nam không? Đây vừa nói xong bây giờ comment cho em hai chữ sẵn sàng vào đây. Những người muốn dùng phân khúc hàng cao cấp comment cho em hai chữ sẵn sàng, em chơi lớn với mọi người nhá. Em chơi lớn với mọi người một mã sản phẩm tốt trồ P800 dòng hàng siêu cấp. Vào đây với em, nhìn em bốc phét xem nào, xem là có phải là bốc phét thật hay không thì mở hàng ra kiểm tra chất lượng. Đúng chất lượng như trên livestream thì thanh toán thôi, không đúng thì cho hàng quay đầu, có mất xu nào đâu. Các bác có công nhận không? Các bác chả mất xu nào cả, tiền trong túi mọi người chứ. Em ngồi đây, em ngồi đây nhá, em ngồi giữa Hà Nội đây mà em lại còn... Từ từ đã, chết rồi, chặn cho... À quên mất chặn cái gì nhỉ, người gì ở tiếng Thái vào cái... Ấn nhầm, toàn ấn nhầm vào ghim. Nào ngồi đây nhá mọi người nhá. Em chỉ ngồi một chỗ thôi, em không có cách gì em móc tiền trong túi các bác đâu. Ghim lại cho mợ ở bên kia nhá, bên thảo kính ấy. Nào bây giờ nhá, comment cho em hai chữ sẵn sàng đi. Comment cho em hai chữ sẵn sàng để bây giờ đây ngồi đây và chơi lớn với các bác, với siêu phẩm Postro phiên bản 2019 full box. Lưu ý giúp em con này nam đeo được, nữ đeo được. Bây giờ các bác có muốn nhận bộ sản phẩm này không? Tiện thể là có đứa nó vào trong livestream nó bảo em nói phép thì các bác vào đây. Em nói các bác nghe nhá, giá gốc sản phẩm này khi chưa sale, khi mới ra rơi vào 1.8 triệu, đấy là giá gốc. Giá thị trường người ta sẽ sale 50-70%, bao giờ chả thế, bao giờ chả treo cái biển sale 50-70%. Bán con này cho bác 800.000 là chuyện như đinh đóng cột luôn. Con tốt hồ này 800.000 là giá thị trường ít nhất khi sale 50% rồi. Ok chưa? Ngồi đây nói thế để các bác hiểu, chứ giá gốc con này là 1.800.000 đồng mọi người ơi. Nhìn vào đây giúp em này, không thấy ô tô này, đeo kính vào thấy rõ ô tô chưa, trong kính Polaroid nhá. Các bác thấy rõ chưa? Bao giờ em cũng nói giá gốc để cho mọi người kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thấy ô tô chưa? Bây giờ muốn nhận cái sản phẩm này, comment cho em hai chữ sẵn sàng xuống bên dưới. Bởi vì cả bộ sản phẩm này em khẳng định em sẽ làm cho mọi người không có tiền cũng dùng được hàng cao cấp. 1.8 triệu ghi xả 180.000 cho chị. Xem nào, 10 bác nhá, lọc danh sách mỗi bên 10 người nhanh tay nhất comment cho em mã này là mã B4. 10 bác nhanh tay nhất comment cho em mã sản phẩm là mã B4 và để lại đầy đủ địa chỉ, số điện thoại và mã hàng. Em khẳng định luôn một điều, 180.000 thì các bác không đủ tiền mua hộp nhà em đâu ạ. Đi ra ngoài mua 350.000 một bộ hộp này rồi, riêng 180.000 thì bỏ tiền ra mua cái bộ hộp này cũng không ai cho mọi người sở hữu. Bây giờ em chơi lớn bằng việc đứa nào vừa nhảy vào trong livestream của em bảo em bốc phét, em cho mọi người trải nghiệm sản phẩm 1.8 triệu, mở hàng ra kiểm tra chất lượng hàng 1.8 triệu,
sau đấy móc túi ra thanh toán 180.000 thêm 30.000 tiền ship nữa nha. Rồi ok, bắt đầu chốt. Mọi người ơi, không có hàng để mà chia cho tất cả đâu. Ngồi đây và bán từ 1.8 triệu xuống 180 và bán cho 700 người, không đủ hàng chia cho tất cả. Bây giờ tuyên bố luôn, ai comment cho em B8 và để lại địa chỉ cụ thể và số điện thoại, những lọc danh sách những bác có địa chỉ, đây là quà tri ân của em gửi đến mọi người. Nào có kiểu dáng khác không? Rất nhiều luôn. Chờ em tí em bóc bom em xả tiếp. Lấy hàng bom đây chị gái. B4 cho em 180.000. Và bây giờ tất cả những bác có địa chỉ là có đơn hàng ngày hôm nay, em phá giá quá nhiều. Hôm nay em phá giá quá nhiều bởi vì bình thường giá em tri ân sale sập sàn 299, 399, 499. Ok chưa? Nào comment cho em là B4 và nhớ giúp em là cho khách mở hàng ra kiểm tra sản phẩm. Cho nên là quên thằng nào con nào nhảy vào trong livestream của em bảo em lừa đảo đi. Em cho khách mở hàng ra kiểm đúng sản phẩm như trên livestream thì bỏ tiền ra thanh toán, còn không đúng cho hàng quay đầu, sẵn sàng nhận lại nếu ngồi đây ba hoa bốc phép. Ok chưa? B4 cho em và để lại đầy đủ thông tin, địa chỉ cụ thể, số điện thoại và mã hàng xuống bên dưới. Bao nhiêu người trong live ngày hôm nay của em có địa chỉ là bấy nhiêu người có đơn hàng mà em không đọc tên các bác nhé. Em đã bảo rồi mà, 180.000 thì không mua, không đủ tiền mua hộp đâu. À, mình cần sao ở Saigon The Monster, Thanh Tâm ơi, hết hàng rồi, 59.000 đồng Thanh Tâm nhá. Sao ở Saigon The Monster mình bán 59.000 đồng giá tri ân ý, nhưng hết hàng rồi. Chờ chờ mình tí xem còn hàng bom không để mình lên. Nào, B4 cho em hết rồi. Bây giờ các bác nào để lại địa chỉ thì tạo đơn. Bác nào có địa chỉ cụ thể thì tạo đơn cho chị. Bây giờ tiếp tục bác bom nhá. 600 người vào đây với em, kích nút chia sẻ công khai cái livestream này cho em. Và ngay bây giờ em lại tặng tiếp. Đã thấy em chơi lớn với nó luôn này. Chơi lớn với mọi người đấy. Còn nhá, em nói các bác nghe là thuận mua vừa bán, ưng thì để lại địa chỉ cụ thể, số điện thoại trên livestream. Ngày mai nhân viên gọi điện thoại chốt đơn đổi ý báo ta không lấy nữa. Khi mà nó gọi điện thoại chốt đơn ý thì bảo là chị không lấy nữa, chị không thích. Nhưng mà để đến nơi này, giao đến nơi rồi này thì trốn này, mất hút con mẹ hàng lươn này, sau này giao bảo không đặt, sau mất trí nhớ này. Đấy, rất là khổ ở cái thành phần. Đây là em đọc tên cho mọi người xem nhé, đọc tên luôn này. Không hiểu lý do gì, người ta gọi điện không thích mua thì bảo luôn là không lấy nữa đi để cho người ta khỏi gửi. Đến khi gửi đến nơi rồi thì lại bảo anh không đặt. Đây là con trai, Huỳnh Tấn các bác ạ. Lại bảo anh không đặt hàng. Đấy các bác thấy không, con trai nhá. Giao đến nơi rồi, hai cái kính bây giờ em tặng luôn. Đây xem nào, có bác nào ở Vĩnh Long không ạ? Ở thành phố Vĩnh Long đây, Huỳnh Tấn ở thành phố Vĩnh Long đây. Số điện thoại là gì đây? Số điện thoại, rồi em xem số điện thoại của nó đâu nhỉ? Em đọc lên không thấy số điện thoại trèo đâu ấy. Nào, Huỳnh Tấn ở thành phố Vĩnh Long bom hai cái kính đi, em tặng tiếp cho mọi người nhá. Mọi người chia sẻ livestream cho em đi. Chị có thấy Nguyễn Thị Phương rồi mà, thấy tất cả mọi người rồi mà. Ngồi đây là thấy tất cả mọi người chứ không phải là thấy một người hai người đâu, thấy hết. Nào, bây giờ em bóc ra em tặng tiếp. Rồi ôi, giải vía hàng bom của em nhá các bác ạ. Giải vía hàng bom em ơi, mệt này. Thom Brown này, Gen The Monster này, bây giờ là con này còn hàng không? Còn ạ. Còn đủ không? Nào, chia sẻ nhá. Tặng đây, thích tặng luôn. Con này rơi vào 1.8 triệu của em, Thom Brown này các bác này. Thom Brown phân khúc cao cấp này. Đây, một phát. Bác nào vừa hỏi sao sai nhá. Thằng này nó bom hai kính. Một con sao sai đây này. Nào, đi đêm đây này, đi ngày đi đêm này, một con đi ngày, một con đi đêm, biệt chốt bao tiền đây. Chia sẻ livestream cho em, con này rơi vào 1.8 triệu, con này 590.000 là 2.4 triệu. Đấy là giá thị trường, khi mà lúc nó chưa sale. Còn nó sale như nào thì em không biết, em báo giá trước sale của tất cả các thể loại luôn. Em nói các bác nhé, khi nó mới ra là giá chuẩn nhất 1.800.000 con thôm mà đao chồng cô la roi trống chói. Còn người ta có thể sale 50-70%, 90%. Người ta sẽ bán cho bác rơi vào tầm khoảng 700-800.000 một cái kính. Ok, tùy địa điểm nhá, mọi người thấy ô tô chưa? Bỏ ra ô tô biến mất này. Đây, thằng con trai mua hai kính đây. Một con đi đêm, một con đi ngày. Bây giờ bác nào nhanh tay chốt nốt cho các bác 179.000 hai cái nhé. Tóm lại là rơi vào tầm 2 triệu mấy. 179.000 luôn hai con kính này cho bác nào nhanh tay comment cho em là mã B mấy? B5 nhá. B5 và địa chỉ cụ thể và số điện thoại. Nói thật với mọi người là con này còn vài cái này. Con này thì hết hàng này, con kính tặng này hết hàng này. Thế cho nên là em mới tặng luôn đấy. Bởi vì nói dơ con kính đi đêm này ra và bán cho các bác ơi em sale con này 590.000 đây này. Ví dụ em sale con này 590.000 xuống 199.000, khách vẫn mua bình thường nhá. Khách vẫn mua bình thường. Bây giờ cả một cái đơn hàng bom hai cái, em chốt luôn B5 và địa chỉ và số điện thoại, mỗi bác hai phát mang về đeo 179.000 hai kính. Nói được làm được, nhưng chỉ chốt đơn cho bác nào để lại địa chỉ cụ thể thôi. Chốt đơn kèm theo địa chỉ cụ thể và số điện thoại
là hệ thống nhà em khi còn hàng sẽ tạo đơn, và khi hết hàng thì em ngồi đây em báo với các bác là em hết rồi. Các bác đừng để lại địa chỉ cụ thể nữa nha mọi người nhá. Bán giả góp không em? Trời ơi, sao lại phải giả góp? 2.500.000 đồng và chốt 179.000. Trong đó là 200.000 mua được hai cái hộp không có kính. Các bác ạ, à, các bác hay bỏ 200.000 ra, các bác mua được đúng hai cái hộp không có kính nhá. Chia sẻ cho em mà comment B5 và để lại địa chỉ, số điện thoại xuống bên dưới giúp em nhá. Ai có địa chỉ thì cứ tạo đơn cho mợ, đến khi hết hàng thì báo luôn. Hết hàng thì báo luôn trên livestream ngày hôm nay cho mọi người này. Rồi ok, đây là chồng Polaroid này. Con này mắt chống va đập chống vỡ này. Con này mắt chống va đập chống vỡ tuyệt đối luôn các bác nhá. Thoải mái đây mọi người ơi, nhanh tay comment cho em B5 và để lại thông tin xuống bên dưới giúp em. Ai có địa chỉ thì tạo đơn, còn ai không có địa chỉ thì không thể gửi hàng được, gửi bằng niềm tin à, đúng không mọi người? Không có địa chỉ thì lấy đâu ra địa chỉ. Ok, cảm ơn bạn nào vừa mới feedback cùng feedback vào trong livestream của mình là kính xịn đẹp lắm nha. Yên tâm, em là một cái đứa duy nhất trên cái đất nước Việt Nam này dám ngồi đây và bán lẻ cho mọi người bằng một chiếc, tức là bán lẻ cho các bác bằng một chiếc với giá xỉ. Không ai thực hiện cái điều đấy đâu. Kể cả các bác có inbox, ví dụ các bác bảo là lấy con B5 1.000 cái em không bán. Bây giờ mua 1.000 cái tặng 1.000 cái móc đâu ra? Các bác có công nhận đấy không? 179.000 hai cái. Thế bây giờ mua 1.000 cái tặng 1.000 cái móc đâu ra mà tặng cho các bác bây giờ, lấy đâu ra 1.000 cái với cái giá đấy? Được chưa? Chia sẻ công khai livestream bây giờ em tặng tiếp nha các bác nhé. Kích nút chia sẻ, còn con khoan lẻ lẻ là hàng xịn xịn không, lấy đây chị tặng nốt cho khách này. Đây B6 này hết hàng là 10.000 nốt này. B6 này hết hàng bán 10.000 nốt nha mọi người nhá. Đây B6 một cái thôi, hết hàng rồi. Những cái mã lẻ này em sẽ tặng nốt cho mọi người. Mọi người chỉ cần kích nút chia sẻ công khai livestream cho em thôi. Đây là B6 và các bác nhìn này, em bán cho mọi người. Con này chưa sáng chưa lại này. B6 10.000 nha. Đấy, chia sẻ livestream cho em, em tặng cho mọi người từ đầu like đến cuối like. Còn gì tặng đấy, post trồ 2 triệu đồng. Có bác nào chưa sở hữu được nó không? Các bác ơi, con tốt chùa 2 triệu đồng này có bác nào chưa sở hữu không? Mọi người ơi nhớ hộ em một điều nhá. Các bác comment cái gì? B6 em chốt cho Facebook là Facebook nào đây? Facebook là Facebook Hoàng Quỳnh, đôi số điện thoại là 64426 Hoàng Quỳnh, để lại địa chỉ cụ thể hết B6. Em nói mọi người nghe này, những cái mã có một cái thì sẽ đọc tên chốt luôn. Ví dụ vừa xong chốt cho Hoàng Quỳnh hết hàng, Hoàng Quỳnh để lại địa chỉ. Còn tất cả những mặt hàng các bác chốt trên livestream của em, vì em là xỉ cho nên là cái gì em cũng có. Các bác chốt cái gì là đơn hàng của các bác gộp hết vào một đơn. Sau rồi đến ngày mai lại bảo là không thấy mày đọc tên, chị lại tưởng không chốt được ấy. Sau chốt từ B1 đến B100 ấy, chốt 100 cái kính trong live, sau rồi bao lại bảo là tưởng cái trước không được, cái sau là không được như thế. Nên mọi người ưng cái nào chốt cái đấy hộ em. Đây B7. Nào hết B6 rồi. Có muốn tặng luôn con B7 này không ạ? Các bác có muốn em tặng luôn con B7 này không? Chốt nhá, B7 cho em là nốt 99.000 đi. Nào, đố mọi người mua được con Postro ở đâu đấy? Nào B7 và 99.000 đồng, comment vào đây giúp em, thấy chưa? Tròng kính là tròng Polaroid chống chói chống lóa, thấy ô tô này, bỏ ra ô tô biến mất nha mọi người nhá. Nhìn thật kỹ này, cơ hội đến một lần không đến lần thứ hai mọi người ơi. B7 cho em và 99.000 đồng, mắt chống va đập và chống vỡ tuyệt đối này. Bây giờ móc đâu ra con này 99.000 hả các mẹ? Các mẹ móc đâu ra con này 99.000, ngoài việc là cái Thảo nó ngồi đây nó xả bom cho các bác ra. Sổi ơi, ai bán con này 99.000 quay đây em tặng cho mỗi người 2 triệu. B7. Cách thức chốt đơn hàng trong livestream của em là chỉ có cách để lại địa chỉ thôi. Em không bao giờ em gọi điện thoại xin địa chỉ của mọi người, bởi vì em nói thật với các bác là chúng nó để lại địa chỉ cụ thể, chúng nó vẫn còn bom đầy. Con này vừa lại. Có đen không? Mọi người ơi, chúng nó để lại địa chỉ cụ thể trong livestream, chúng nó còn bom đầy. Thế cho nên tư tưởng bán hàng của em rất bình thường, là để lại địa chỉ cụ thể, chắc chắn em nhận đơn hàng của bác nhé. Nào, một lần nữa, em kính tặng con B7 này cho 1.000 người đang tham gia cái livestream của em, thấy ô tô chưa ạ? Bỏ ra là ô tô biến mất này, đeo kính vào thấy rõ ô tô cho em nhé. Bỏ ra là ô tô biến mất. Rồi, comment cho em B7 và để lại địa chỉ cụ thể và số điện thoại cho em. Bác nào có địa chỉ là bác đấy có đơn hàng mà không cần chờ em đọc tên mọi người nhá. Không ngồi đây đọc tên của mọi người đâu. Mọi người vui lòng comment đúng cú pháp. Chị xin một con full đi. Mọi người comment đúng cú pháp là B7 và để lại cho em đầy đủ địa chỉ cụ thể và số điện thoại là em chốt đơn cho tất cả mọi người rồi, hết hàng luôn nhá. Ok, nào cảm ơn nối mi Minh Ngọc 99.000 đồng. Thiên hạ bán đầy, con này thiên hạ bán đầy, con này chẳng độc quyền đâu ạ. Con này thiên hạ bán đầy nhưng mà chẳng có ai bán 99.000 cả. Các bác công nhận không? Rồi B7 cho em và địa chỉ cụ thể và số điện thoại cho em chốt đơn các bác nhá. Bây giờ tiếp tục các bác chia sẻ công khai livestream cho em về tường nào. Chia sẻ công khai livestream bây giờ B8 hàng lẻ mẫu. B8 hàng lẻ mẫu có 10 cái, chốt cho 10 người nhá. 10 bác comment cho em B8 và địa chỉ và số điện thoại vào đây giúp em.
Chốt cho bác con này 99.000 đồng. B8 và địa chỉ và số điện thoại. B7 chốt hết. Nhưng B8 chỉ có đúng 10 bác thôi. Comment B8 và địa chỉ và số điện thoại. Không đổi đâu Mai Ninh ơi, xóa đơn của Mai Ninh. Không chốt đổi. Trời ơi, đổi từ cái nọ sang cái kia thì cái này còn đẹp nữa này. Lại đòi đổi nữa thì có mà hết hơi bác ơi. Ngày mai lại có hàng đẹp nữa lại đổi thì chết. Đây nhá. 10 bác B8 99.000 đồng tạo đơn và cất đi luôn, hết hàng rồi các bác ạ. Hết hàng rồi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ công khai livestream cho em. Mỗi bác phải chia sẻ đủ 3 lần. Sau đấy vào đây với em. Comment đã chia sẻ em tặng kính cho tất cả mọi người trong live nhá. Thực ra cái giá mà mọi người mua được của em ý, nó bằng tiền một cái hộp thôi. 99.000 đồng một cái kính thì nó chỉ bằng tiền một cái hộp thôi các bác ạ. Không bao giờ có thể sở hữu đâu rồi. Có con kính chóe đâu nhỉ. Có con kính chóe màu trắng của chị đâu rồi. Hàng 3 triệu mấy. Nào các bác ơi, đây. Các bác ơi, bây giờ nhá, comment cho em hai chữ sẵn sàng. Chia sẻ livestream và comment cho em hai chữ sẵn sàng. Em like cho mọi người phân khúc siêu cấp và độc quyền của chóe nhá mọi người nhá. Chloe đấy các bác ạ. Bây giờ các bác vào đây với em. Kích nút chia sẻ công khai livestream cho em like cho mọi người một phân khúc siêu cấp 3 triệu đồng. Em tri ân làm quà tặng nhá. B7 và B8 mà B8 như hết rồi đấy. Thôi dừng chốt B8 hết hàng nhá. Hết B8. Đúng không? Đây là B9 à? Đây là B9 rồi. Con này rơi vào tầm 3 triệu đồng rồi. Các bác chia sẻ công khai livestream đi. Em cho mọi người dùng kính 3 triệu một lần trong đời. Với cái mức giá mà kể cả không có tiền cũng được dùng hàng cao cấp. Nhưng mà em khẳng định với mọi người một điều là mọi người được mở hàng ra và kiểm tra chất lượng 3 triệu. Đúng chất lượng thì thanh toán. Còn không đúng chất lượng các bác cho hàng quay đầu thoải mái luôn nhá. Siêu phẩm chóe này, ai thích màu trắng, con này đi được cả ngày cả đêm. 3 triệu và bây giờ bác nào nhanh tay comment B9 và địa chỉ và số điện thoại. Em tặng cho mọi người siêu phẩm này, chốt giá về tay B8 hết hàng. Chốt giá về tay con này đúng 180.000 trong khi giá sỉ là 980.000 của em. Thật ra thì ai nhanh tay mới được thôi, em cũng hết hàng luôn này các bác này. Hết hàng ngay bây giờ và trong một nốt nhạc thôi. Comment B9 và để lại đầy đủ địa chỉ cụ thể, số điện thoại và mã hàng xuống bên dưới giúp em các bác nhá. Lộc chưa mọi người ơi? Lộc lá dã man chưa? 180.000 siêu phẩm chóe dòng hàng cao cấp. Nhưng mà được mở hàng ra và kiểm tra đúng chất lượng cao cấp. Đúng chất lượng 3 triệu thì bỏ ra 180.000 thanh toán cho em thôi. Bác nào nhanh bác ấy được, có chị xin hàng bom ấy. Nào kích nút chia sẻ, đây. Tiếp tục bóc bom nha, tiếp tục bóc bom. B9 ai lấy để lại địa chỉ, đây là B10. Bán nốt cho bác con này 50.000, mọi người ơi nhanh nhá. Mọi người cầm cái điện thoại lên, di chuyển lại cạnh cục wifi. Các bác phải chia sẻ công khai livestream cho em. B9 em chốt đơn rồi, đây là B10 bán nốt 50.000 có một cây. Một cây là sẽ phải đọc tên luôn người được chốt, chứ không phải một cây là ngồi đây và chốt tất giống như con B9 đâu ạ. Đấy mọi người ạ, khi mà những cái mã một cây này là nhân viên nhà em phải ghi tên đấy. Phải ghi tên người được chốt đấy mọi người ạ. B9 chốt cho tất cả những bác có địa chỉ cụ thể và số điện thoại 3 triệu đồng một cái. Được mở hàng ra kiểm tra kể cả con này cũng thế này. Con này 700-800 nghìn giá thị trường, B chốt 50.000 nhá. B10 cho em nào. Comment cho em B10 và địa chỉ cụ thể và số điện thoại. Chốt B10 cho Facebook là Facebook Bảo Anh ở Quảng Trị. Bảo Anh ở Quảng Trị được B10 hết hàng này. Chia sẻ và comment nhiệt tình vào đây giúp em. Một khi mà đã bóc hàng ra và báo với các bác là hàng lẻ mẫu ý. Một khi mà đã bóc ra và báo hàng lẻ mẫu này. Chị cảm ơn tí hạn nhá, cảm ơn em. Rồi B9 bác nào có địa chỉ cụ thể số điện thoại là em chốt hết. Bóc hàng ra và báo với các bác là hàng lẻ mẫu thì có nghĩa là em tặng đấy. B10 hết rồi. Chia sẻ công khai livestream cho em về đường đi các bác ơi. Bây giờ tặng tiếp. Con này còn mấy? Thôi lấy con B11 nhá. Thôi vào đây em like cho các bác con kính 1 triệu. 1 triệu 800.000 đồng B11 để làm quà bù cho quả B10 này. Đây. Tây chưa? Sang chưa? Trong Polaroid hẳn hoi nhá. Con B10 không là cái gì so với con B11 này. Các bác chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho em. Và để lại địa chỉ cụ thể, bởi vì 1 triệu 800.000 được chốt 138.000 nhá. B11 cho em đeo kính vào thấy ô tô này. Con kia không phải trong Polaroid đâu, không thấy ô tô đâu các bác ơi. Nhìn thấy ô tô chưa? Bỏ ra ô tô biến mất nhá. Mắt chống va đập chống vỡ này. Nào các bác thấy chưa? Ủa dồi, mắt con này rất là căng luôn. Trong Polaroid mắt chống va đập chống vỡ. Bây giờ comment cho em là B11 và để lại cho em đầy đủ cái địa chỉ cụ thể và cái số điện thoại xuống bên dưới. Phải nhanh.
bởi vì nó cũng hết ngay lập tức giống như con B10. Vừa mới bóc hàng bom ra và tri ân cho các bác với cái mức giá sale đến 90% giá thị trường rồi. Em xin chào tất cả mọi người đang xem cái livestream của Thảo Kính Tổng Kho Sỉ Kính. Nếu các bạn mới gặp em lần đầu tiên thì đây là món quà đầu like nhá mọi người nhá. Món quà đầu like trong livestream ngày hôm nay, các bác comment lên tiếng vào đây giúp em tặng quà từ A đến Z luôn. Nào bung lụa nha mọi người nhá, siêu phẩm Dio trong Polaroid B11 cho em, chốt hạ con này 138.000 đồng. Bây giờ chúng ta làm một cái món quà nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần để làm một cái món quà. À từ từ đã, vừa bốc được con kính đi đêm anh ơi. Chuyển nốt hàng bom đây chị đây. Chuyển nốt hàng bom. Bây giờ bóc tiếp hàng bom và tặng quà tất cả mọi người. Phương Nguyên chạy vào inbox, chạy thắc mắc về đơn hàng chạy về inbox hộ chị gái. Bây giờ chị ngồi đây chị. Đang rất nhiều người tham gia livestream không thể giải quyết được đơn hàng. Nào kích chia sẻ công khai livestream và comment lên tiếng em tặng kính. Các bác ơi, các bác nghe rõ không ạ? Mọi người vui lòng kích chia sẻ, sau đấy comment đã chia sẻ. Một khi mà đã có cái danh hiệu đã chia sẻ ở trên cái livestream của em rồi, em tuyên bố là em tặng luôn, không phải nghĩ. Ok chưa? B11 138.000 nhá. Đi nhập sỉ 1.000 cái cũng chẳng mua được giá đấy. Không bóc bom ra thì không bao giờ có giá đấy luôn. Tiếp tục. Xin chào tất cả mọi người, em hết B10 rồi. Hết B10 từ nãy đến giờ rồi các bạn. Các bác chia sẻ công khai livestream cho em và các bác comment lên tiếng vào đây ba chữ đã chia sẻ. Ngay bây giờ em tặng quà cho mọi người đây. Các bác chia sẻ nha. Một con kính siêu phẩm đi đêm, thằng này nó bom hai cái, một con đi ngày và một con đi đêm. Chia sẻ cho em, lên tiếng vào đây giúp em để em xem còn con nào em tặng cho mọi người con đó. Tặng con đi đêm trước nhá. Ok các bác, nào tặng con kính đi đêm trước 590.000. Tặng cho các bác 59.000 đồng cho siêu phẩm đi đêm này, một cây nhá, tặng một cái một. Nào chơi lớn này, đây là mã B12 ở đây. 590.000 cho siêu phẩm kính đi đêm. Bây giờ em tặng cho các bác như thế này. Như thế này này, 59.000 đồng này, không có cái lộc lá nào bằng cái lộc lá này nhá mọi người nhá. Comment cho em là B12 và để lại đầy đủ địa chỉ cụ thể và số điện thoại vào đây giúp em. Nhựa siêu dày dặn và lưu ý là con này rất là đắt. Bởi vì cái form này các bác ạ, một tháng nữa thôi nhá, khi mà nó hết nắng gắt nhá, các bác lại đi rình, các bác lại đi gọi là săn sale kính đi đêm. Em ngồi đây em lại bán con này 299.000 đồng 399.000 đồng chứ không phải là ngồi đây bóc bom bảo bán 59.000 một cái kính đâu. Comment cho em cú pháp là B12. Em xin chào tất cả mọi người đang xem cái livestream của Thảo Kính